nhằm giảm tải cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch của quận trên địa bàn, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đã thành lập 25 chốt kiểm soát tại 25 khu dân cư. Nhiệm vụ chính của chốt là kiểm soát người ra vào và tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Thành viên tham gia các chốt kiểm soát tại khu dân cư gồm bí thư chi bộ làm tổ trưởng, cán bộ quân dân chính, đoàn thể, đảng viên trong chi bộ và tổ COVID cộng đồng. Hàng ngày có chốt hoạt động tích cực với mục tiêu kiểm soát tốt người ra vào địa bàn. Hoạt động này đem lại hiệu quả khi cán bộ khu dân cư nắm rõ đặc điểm tình hình và biến động dân cư trong khu vực. Tất cả các người dân ở trong những cái là địa bàn khác khi vào khu dân cư là chúng tôi là kiểm tra tất cả những cái hồ sơ giấy tờ có liên quan. Nếu như không đảm bảo thì chúng tôi là cho quay lui, còn đảm bảo được cái thủ tục theo các quy định của thành phố, của phường trước khi mà anh đã qua một cái điểm chốt đúng được thủ tục là chúng tôi là cho vào trong địa bàn ở trong thời gian quy định. Không những kiểm soát tốt địa bàn, các thành viên trong tổ COVID cộng đồng ở các chốt kiểm soát còn tăng cường tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch. Chúng tôi thì tổ chức tuyên truyền buổi sáng và buổi chiều toàn bộ trong các tuyến đường của khu dân cư số 17. Thì hiện nay thì đa số thì người dân chấp hành chủ trương cũng như là chỉ độ của đảng ủy, ủy ban nhân dân. Rồi có các khối đoàn thể ở phường hỗ trợ tích cực. Hiện trên địa bàn phường Hòa Xuân có 31 chốt kiểm soát dịch, trong đó có 25 chốt của khu dân cư. Đây được xem là những lá chắn bảo vệ để công tác kiểm soát dịch ở địa phương được thực hiện hiệu quả hơn.